Một khung hoa trang trí có màu đỏ và hình tròn như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có chuẩn bị một cây kéo, một chiếc bút chì, một chiếc compa, một cây thước kẻ, những cái cây bút màu nước như thế này. Một cái súng bắn keo. Ở đây mình sử dụng keo nến để dính nhá. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị ra 3 tờ giấy màu. Mình có màu xanh dương này, màu đỏ và màu trắng nhá. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu đỏ này trước nhé. Đối với cái tờ giấy màu đỏ này, bây giờ mình sẽ cắt ra đây một hình tròn. Bán kính mình sẽ để là 7 cm nha. Mình sẽ cắt cái hình tròn này ra nha. Như vậy là mình đã cắt xong một cái hình tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để mình vẽ cánh hoa ra nha. Mình sẽ vẽ từ cái phần tâm điểm của cái hình tròn này ra ngoài thành những cánh hoa. Ở đây mình sẽ vẽ được 8 cái cánh nha. Giờ mình sẽ cắt nó ra này. Trước khi cắt thì mình sẽ dùng cái bút màu này tô lại cho nó đậm nhé.
mình sẽ cắt ra nha. Đó, mình sẽ cắt nó ra.